Xin kính chào quý vị khán giả, Minh Luyên rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất được cập nhật trong ngày hôm nay và sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý. Tổng thống Bulgaria đề nghị VinFast nghiên cứu hợp tác đầu tư vào nước này. Thủ tướng yêu cầu ngân hàng giảm lãi suất cho vay. Thông xe cầu Rạch Đĩa 500 tỷ đồng nối quận 7 và Nhà Bè. Tập đoàn CEO muốn chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại ba công ty con. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mới đây, Tổng thống Bulgaria Truman Radev cùng đoàn lãnh đạo cấp cao đã đến thăm và làm việc tại tổ chức nhà máy VinFast Hải Phòng. Ông Truman Radev bày tỏ ấn tượng và chúc mừng VinFast đã đạt được thành công lớn, trở thành hãng xe bán chạy số 1 thị trường Việt Nam chỉ sau một thời gian ngắn. Đây cũng là minh chứng cho sự phát triển kinh tế khoa học công nghệ vượt bậc của Việt Nam trong vài thập kỷ qua, ông nói. Tổng thống đã dành nhiều thời gian tham quan các xưởng sản xuất ô tô điện, tìm hiểu kỹ quy trình sản xuất và đánh giá cao chất lượng, tiềm năng thành công của xe điện VinFast tại thị trường châu Âu. Tại đây, ông gửi lời mời chính thức tới lãnh đạo VinFast sớm nghiên cứu phương án hợp tác đầu tư vào Bulgaria như bán xe tại thị trường, đặt cơ sở sản xuất linh kiện, sản xuất xe tại Bulgaria hoặc hợp tác phát triển phần mềm cho ô tô điện theo đúng tiêu chuẩn, quy định của châu Âu. Tổng thống Truman Radev cho biết, Bulgaria có thế mạnh trong nghiên cứu, sản xuất và phát triển các linh kiện, cảm biến và hệ điều hành thông minh cho xe điện. Bulgaria đã tham gia vào chuỗi cung ứng của nhiều hãng xe châu Âu, Mỹ và Nhật Bản từ nhiều năm nay. Bulgaria tự tin có thể hỗ trợ VinFast tiến vào và chinh phục thị trường châu Âu, ông khẳng định. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn VinGroup, ông Nguyễn Vị Quang chia sẻ, VinFast đang mạnh mẽ tiến ra toàn cầu với mục tiêu phổ cập xe điện và xu hướng di chuyển xanh tới các quốc gia trên thế giới và sẽ nghiêm túc nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư vào Bulgaria. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 122 trên CD-TTG gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tăng cường các giải pháp điều hành tín dụng năm 2024. Người đứng đầu chính phủ nhận định, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột quân sự kéo dài ở một số khu vực, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, không đồng đều, thiếu vững chắc, thiên tai, biến đổi khí hậu, ảnh hưởng lớn đến nhiều quốc gia, trong nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3, bão Yagi, thiên tai, lũ lụt gây ra ở nhiều địa phương. Việc tiếp cận tín dụng còn khó khăn. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả điều hành tín dụng năm 2024, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, việc thay đổi và điều chỉnh chính sách tài chính, tiền tệ của các nền kinh tế lớn để phân tích có phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước phải điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khoá mở rộng, hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về điều hành lãi suất, tỷ giá, tăng trưởng tín dụng, điều hành thị trường mở, lượng tiền cung ứng, giảm mặt bằng lãi suất cho vay để cung ứng vốn cho nền kinh tế với chi phí hợp lý. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tín dụng phù hợp để tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo đưa vốn tín dụng vào nền kinh tế thực chất, hiệu quả nhất, không để ách tắc, chậm trễ, không đúng thời điểm, không đúng địa chỉ, tạo cơ chế sinh cho, tiêu cực trong việc cấp tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng, thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 ở mức 15%. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện có hiệu quả, mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh. Phần tiếp theo của video hứa hẹn mang đến những thông tin hấp dẫn khác mà bạn không thể bỏ qua. Hãy tiếp tục cùng chúng tôi khám phá những điều thú vị ngay sau đây nhé! Thông xe cầu Rạch Đĩa 500 tỷ đồng nối quận 7 và Nhà Bè. Sáng ngày 28 tháng 11, cầu Rạch Đĩa nối đôi bờ quận 7 và huyện Nhà Bè chính thức thông xe sớm hơn một tháng so với kế hoạch. Như vậy, cầu Rạch Đĩa mới đã thay thế cầu cũ xuống cấp, góp phần cải thiện tình hình giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội cho khu Nam thành phố. Khởi công tháng 7 năm 2023, dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Đĩa có vốn đầu tư 512 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp 146 tỷ đồng, còn 290 tỷ đồng hỗ trợ bồi thường, tái định cư cho 4 tổ chức và 92 hộ dân. Cầu mới nằm trên đường Lê Văn Lương, bắc qua tuyến rạch cùng tên. Phần cầu dài 318m, rộng khoảng 10m. Đường dẫn cầu dài 285m. Cây cầu giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ huyện Nhà Bè sang quận 7 và ngược lại, thay vì phải đi qua khu vực nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ vốn thường xuyên ùn tắc. Qua đó, cầu Rạch Đĩa thông xe còn góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông,
quanh khu vực đang thi công hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án hầm chui này vào cuối năm nay. Bạn cảm thấy như thế nào khi cầu Rạch Đĩa chính thức thông xe? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Hội đồng quản trị tập đoàn CEO vừa thông qua chủ trương về việc chuyển nhượng toàn bộ 100% phần vốn gấp tại trường Cao đẳng Đại Việt, tương đương 100% vốn điều lệ của Cao đẳng Đại Việt. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4 năm 2024. Đối tượng nhận chuyển nhượng là các giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động của trường Cao đẳng Đại Việt theo quy định của pháp luật, các cá nhân tổ chức khác có nhu cầu mua trong trường hợp các giảng viên, các bộ quản lý, người lao động của trường không mua hoặc mua không hết. Giá chuyển nhượng đảm bảo không thấp hơn giá trị vốn chủ sở hữu tại chứng thư thẩm định giá. Trường Cao đẳng Đại Việt được CEO thành lập vào năm 2008, có trụ sở chính tại Nội Duệ, thị trấn Liêm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Tính tới thời điểm cuối năm 2023, trường có vốn điều lệ gần 177 tỷ đồng, CEO sở hữu 100% vốn. Trước đó, ngày 19 tháng 11, Hội đồng Quản trị CEO thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ hơn 3,3 triệu cổ phần, chiếm 51% vốn tại Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ CEO, CEO Dịch vụ của công ty trong năm 2024, với giá không thấp hơn giá trị cổ phần tại chứng thư thẩm định giá. Hiện CEO Dịch vụ đang có vốn điều lệ 65 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là cung ứng và quản lý nguồn lao động. Bạn có nghĩ rằng tập đoàn CEO đang tái cấu trúc để tập trung phát triển mạnh hơn? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé! Đường DT769 dài 30 km nằm kế bên sân bay Long Thành và đi qua hai huyện Long Thành, Thống Nhất sẽ được nâng cấp mở rộng. Đây là trục đường quan trọng nối vùng sân bay Long Thành với ngã tư Dầu Dây kết nối Tây Nguyên và Bắc Nam. Theo hồ sơ dự án, đường DT769 có điểm đầu tại ngã tư Dầu Dây giao với quốc lộ 1 và quốc lộ 20, huyện Thống Nhất, điểm cuối giao với quốc lộ 51 tại ngã tư Lộc An, huyện Long Thành. Dự án dự kiến có tổng mức đầu tư là hơn 6.200 tỷ đồng, trong đó riêng phần chi phí để xây dựng là hơn 2.200 tỷ đồng. Đây là dự án nằm trong danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai. Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án hơn 134 hectare, trong đó huyện Thống Nhất khoảng 67,5 hectare, huyện Long Thành gần 67 hectare. Tổng số hộ dự kiến bố trí tái định cư khoảng 996 hộ dân, gồm khoảng 517 hộ dân trên địa bàn huyện Thống Nhất và khoảng 479 hộ dân trên địa bàn huyện Long Thành. Tổng mức đầu tư dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng, nâng cấp, mở rộng tuyến DT769 là hơn 3.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án là 24 tháng, từ năm 2024 đến năm 2026. Chủ đầu tư dự án là Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh. Bạn thấy quy mô dự án trên như thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video để mọi người cùng biết. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé! Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những cập nhật mới nhất về tài chính và bất động sản, quý vị khán giả hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại! Bạn đang tìm kiếm những sản phẩm tiện ích hiện đại cho cuộc sống hàng ngày? Hãy cùng khám phá ngay top 6 sản phẩm hot tại cửa hàng Cà Phê Lên mà bạn không nên bỏ lỡ. 1. Máy xay sinh tố đa năng Godwell, đáp ứng mọi nhu cầu xay nhuyễn thực phẩm. 2. Máy massage gân cầm tay Booster U1, giúp giảm căng cơ, thư giãn. 3. Quần dài nam Guzzardo, chất liệu vải gió thể thao cao cấp, mang lại sự khỏe khoắn, thoải mái. 4. Tai nghe Bluetooth Beats WM01 TWS, công nghệ chống ồn hiện đại. 5. Nồi cơm điện Sharp, thiết kế hiện đại với đáy 5 lớp, giúp cơm nấu chín đều, thơm ngon. 6. Đèn năng lượng mặt trời 2500W, giúp tiết kiệm năng lượng. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những sản phẩm chất lượng này. Hãy nhấn vào cửa hàng Cà Phê Lên ở góc trái màn hình hoặc xem thêm dưới phần mô tả để mua sắm ngay hôm nay với giá ưu đãi tốt nhất nhé.